Bây giờ mọi người, như là cái clip trước á thì là tụi mình đã ăn đá bào rồi đúng không? Nhưng mà tụi mình cũng chưa no lắm, cho nên là bây giờ tụi mình sẽ thử khách với 100 cành, tụi mình sẽ ăn hết nguyên cái chợ 200 này. Nhưng mà một điều đặc biệt đó là mình sẽ mời thêm một bạn khách mời, bạn đó là ở quận 4 luôn. Bạn đó cũng sẽ giống như là hướng dẫn viên du lịch, sẽ dẫn mình ăn hết với cái chợ 200 luôn. Bạn đó chính là Hi, chào mọi người. Đây là các bạn khách mời của tụi mình. Bạn đó sống ở quận 4 rất là lâu và bạn đó rất là gành về cái chợ 200 này, cho nên là bây giờ bạn đó sẽ dẫn tụi mình đi ăn với mức giá chỉ là 100 cành. Bây giờ mình đang có mặt ở chợ 200. Bây giờ mọi người hãy theo chân mình để xem một chút 100 nghìn tụi mình có thể ăn được những món gì nha. Đi theo. Ồ, ở đây có một cái quán sushi rất là hấp dẫn. Ở đây giá là sẽ tính theo 4 ngàn 4 nào. Sẽ tính theo viên. Ở đây là đồng giá 4 ngàn nè. Ở trên đây là sẽ là 5 ngàn và đây là 8 ngàn. Cái màu đen đen là cái gì vậy chị? Trứng tôm. Còn màu đỏ đỏ là gì? Trứng tôm luôn. Chứ là trứng nữa, trứng gì giống như là trứng cá. Trứng cá hồi mà này nuôi á, chứ mà là biển. À, dạ. Trứng cá hồi nuôi. 59 ngàn. Dạ, hiện tại tụi mình đã mua được một món rồi. Và nghe nói là ở chợ Xóm Chiếu này thì cái món chuối ngào đường rất là ngon. Thì mọi người hãy cùng theo chân tụi mình đi mua món đó nha. Go. À, 10 ngàn chuối ngào đường. Ủa, cái chuối này là chuối gì vậy? Chuối ngào đường. Đó. Dạ. Được rồi bà, thử thách có 100 ngàn đó bà. Cái này là khoai lang đó cô. Hồi đợt có Diệp Hương lại quay luôn á. Này là Diệp Hương quay luôn. Đó. Cô bán mấy năm cô? 2 năm. Bán từ bé tới già. Wow. 3 năm. Không, mình cô ơi, ông ba lời. Gái cô nó không nói giàu. Dạ. Nó cực quá à. Ở đây là mình bán từ mấy giờ vô cô? 1 giờ con dọn ra bán tới 6 giờ cô nghỉ. Ồ. Ta-da, bây giờ là mình đã mua được 2 món rồi. Với giá là 70 cành rồi. 70 cành thật sự là 69 là đơn nhẹ rồi đó. Rồi bây giờ là mình sẽ đi tiếp. Bây giờ mình sẽ đi ăn chè đi. Giờ mình sẽ đi ăn chè. Còn mọi người muốn thưởng thức thì mọi người hãy đi cùng với mình thôi. Ăn chè xong là bài luôn những cái thứ này nha. Cái chè ở đây thoáng ghê á. Cứ tưởng là nó sẽ nằm ở ngoài ngồi á. Ở đây vừa có chè mà vừa có hộp đựng đồ. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ là tụi mình đã có mặt tại quán chè. Rồi. Giá đây cực kỳ rẻ luôn á mọi người, chỉ từ có 15 cho tới 25 thôi, nhưng mà theo cái tiêu chí là còn 30 ngàn thì vẫn còn sử dụng được đúng không? Đúng rồi. Thì ở đây mình còn có xương sáo nè, chỉ có 13 ngàn nè, 13 cành nè. Đậu xanh 14 nè. Ê, nó rẻ lắm luôn á, nó rẻ lắm luôn á. Bây giờ mình kêu cho đủ hết luôn đi. Một chè bi với một chè. Chè bi với lại... Không, để cho dân ở đây dân biết nè. Quên, để cho dân chỉ cho. Ê, nước củ sen là sao vậy? Kêu nước củ sen đi. Không, củ sen là ăn chung nước đường thôi. Vậy hả? Ừ. Ê được đó, 16 là đủ 100 luôn. Đủ luôn á. Yeah. Chú ơi cho con một chè bi với một sâm bổ lượng và 2 ly thôi. Con cảm ơn. Ủa sao Duy Nguyễn Tư mà nãy giờ chảy thì dẫn lên. Lần đầu tiên là ta đúng không? Không? Có nghĩa là thấy rồi nhưng mà chưa bao giờ ăn luôn á. Dạ rồi, con cảm ơn. Ê nhìn xinh ha, nó kiểu dễ thương á. À, nhỏ nhắn dễ thương. Giống cái ly của The Ali. À, để thịnh này nè. Ăn thử cái nào ta? Là chè cũng rất là ngon luôn. Cũng ok, nhưng mà cái lớp ở đây như nó bị đúng không? Hay là nó bị mềm rồi, nó không có chưa được giòn á. Nhớ nhìn bề ngoài thấy vẫn còn giòn á. Nói chung mức giá là quá ok.
ăn vẫn ngon mà. Giờ tôi sẽ thử ăn cái này. Cái này hồi nãy đem ra là nó còn nóng hổi đúng không mọi người? Cô chủ của nó làm, cô đây làm 20 năm rồi đó. Cô nói là cô bán từ lúc 1 giờ nhưng mà nãy lúc mình đi mua thì cái chuối nó vẫn còn rất là nóng luôn á. So sùng sùng sụp đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa, đâu có chấm đâu. Ủa, mình sẽ ăn nữa chấm đâu. Cái phần chuối này á, thì bên ngoài á, nó sẽ ngọt do cái nước của đường á. Nhưng mà bên trong cái chuối thì nó ngọt hơn, nó không có bị kiểu sao đắng. Nó không có bị chát như là mấy cái trái chuối sống mà người ta đem ngào đường á. Nhưng mà với mình thì mình thấy cái chuối này nó hơi cứng á. Bên trong nó không có khô nhưng mà không biết tại sao nó, nhưng mà ăn vô thì nó vẫn ngọt hơn chứ không phải là nó ngọt gắt. Còn á, với lại đây á là cái món chè nè, rất là đáng thử với mọi người. Tại vì á, cái chè ở đây á, hồi nãy hình như á, khi mà Hiền bước vào quán á thì Hiền thấy á là cô chủ đang ngồi làm luôn. Đây. Đó là hạt gì? Đây được gọi là chè bi. Ở ngoài á là nó sẽ là một cái lớp bột năng, ở trong là sẽ là nước dừa, nha, như là chiên châu á. Với lại nó kết hợp với nước đường à. Rất là dễ dùng luôn. Món này là sao mỗi lượng hả? Quá quen thuộc rồi. Quá quen thuộc. Món bình thường á. Món bình dân. Ở trong này nó rất là nhiều. Không biết gọi sao, nó gọi là topping. Nó có táo đỏ nè. Táo đỏ. Hút nốt. Hạt giác nè. Hạt giác hả? Hạt đá. Nó giống hút nốt vậy. À. Không, hút nốt rồi nó sẽ to. Để coi nó có thương. Thế này là cái gì vậy? Cái này hình như là trứng nó là trứng tôm á. Trứng tôm ổn không? Giòn. Ừ. Nó nghe không? Nó rất là giòn. Sực sực đúng không? Đúng rồi. Mọi người có thể ăn theo tụi mình nha. Kiểu giống như là đi vòng. Nhầm nhầm, do hôm nay trời mưa nữa cho nên là ít quán hàng chưa có mở kịp đâu. Chứ mà bình thường ở đây là tấp nập luôn, rất là đông, lúc rất là nhiều người. Cho nên mọi người có thể thử ghé qua những cái quán như này nè. Chuối hoặc là tôi thấy ở đây rất là rẻ luôn á. Hoặc là chè ở đây luôn chỉ có 15 ngàn nha mọi người. Rồi ngoài ở đây á còn có hả? Trứng cút lộn. Rồi cái gì đó? Mực. Trứng cút lộn, mực. Đúng rồi, xa lấu. Rồi cái gì nữa? Bánh chén được. Bánh chén. Đúng rồi, này có. Này có áo. Bánh năng. Ở đây rất là nhiều mọi người. Do là thử thách đây có 100 ngàn thôi. Vậy là series ăn sập 100 ngàn của mình tới đây là kết thúc rồi đó. Mọi người nhớ đón chờ những cái phần tiếp theo của tụi mình nha. Bye bye.